Xin chào các bạn, Học Văn Chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về các vần trong tiếng Việt nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A. Khi kết hợp với chữ M, chúng ta sẽ đánh vần là AM, AM. Ta được vần AM. Đối với vần am, chị có các ví dụ như cam, khám. Tiếp theo, khi chữ á kết hợp với chữ m, chúng mình sẽ đánh vần là á m âm. Ta được vần âm. Đối với vần âm, chúng mình có hai ví dụ như sau: tăm, tắm. Chị có chữ ớ. Khi kết hợp với chữ mờ, chúng mình sẽ đánh vần là ớ mờ âm. Chúng mình sẽ được vần âm. Đối với vần này, chị có ví dụ sâm, nấm. Tiếp theo là chữ o. Khi kết hợp với chữ m sẽ được đọc như sau: om, om. Chị em mình sẽ được vần om. Vần om có ví dụ như sau: đom, đóm, khóm. Ô, khi kết hợp với m sẽ được đánh vần là om, om. Ta được vần ôm. Ví dụ như tôm, cốm. Tiếp theo, chị có chữ ơ. Khi kết hợp với chữ mờ sẽ được đánh vần là ơ mờ ôm. Ta có vần ôm. Đối với vần ôm, chúng mình có ví dụ cơm, dơm. Chữ e, khi kết hợp với chữ m, chúng mình sẽ đánh vần là em, em. Ta được vần em. Ví dụ như kem, tem. Chữ e, khi kết hợp với chữ m, chúng mình sẽ đánh vần là em, em. Ta được vần êm. Ví dụ như đêm, thềm nhà. Chữ y, khi kết hợp với chữ m, chúng mình sẽ đánh vần như sau: y mờ im. Ta được vần im. Ví dụ như nhím, chim. Cuối cùng, chị có chữ U. Khi kết hợp với chữ M, chúng mình sẽ đánh vần là U M UM. Ta được vần UM. Đối với vần UM, chị có ví dụ chum, chùm. Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong các vần trong bài học ngày hôm nay rồi đó. Các bạn thấy có đơn giản không nào? Bây giờ, hãy cùng chị luyện đọc lại một lần nữa nhé. Am, am. Am, am. Am, am. Am, am. Am, am. Am, am. Ớ mờ âm. Ớ mờ âm. Ớ mờ âm. O mờ om. O mờ om. Ô mờ ôm. Ô mờ ôm.
Các bạn đã đọc đúng hết chưa nhỉ? Hãy để lại bình luận để chị được biết nha. Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau.